Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh của Xuân Hoàng. Ngày hôm nay thì Hoàng rất là vinh dự khi mà chuẩn bị được giao chiếc Lexus LM350 phiên bản 7 chỗ màu trắng ngọc trai có mức giá là 6 tỷ 800 triệu. Mẫu xe này được mệnh danh là chiếc khoang hạng nhất di động, tập trung công nghệ rất là cao và đặc biệt là hàng ghế ngồi phía sau. Như vậy thì chiếc xe này được thường được gọi là chiếc xe chuyên ở cho các lãnh đạo, chủ tịch hay là người nổi tiếng. Và đây chính là mẫu MPV duy nhất của Lexus và chỉ phát triển tại thị trường châu Á thôi các bạn nhé. Khách hàng của Hoàng ngày hôm nay đó chính là chủ tịch của Sapa ZHill Resort and Spa, một resort nghỉ dưỡng rất là đẳng cấp ở trên Sapa, Lào Cai. Quý vị và các bạn có tới Sapa, Lào Cai, các bạn cần tìm một vị trí check-in đẹp này, có đồ ăn ngon này và có cái phần tầm view có thể ngắm được biển mây thì các bạn hãy là chọn Sapa ZHill để ủng hộ cho khách hàng của Hoàng nhé. Và với đặc thù công việc là anh ấy di chuyển rất là nhiều giữa Hà Nội và Sapa, cung đường có thể lên tới 600 cây cả đi cả về. Và trong cái thời gian di chuyển anh cần một cái không gian có thể nghỉ ngơi này, thư giãn, tái tạo năng lượng hay là có thể làm việc trực tuyến, họp, ký kết hợp đồng. Thì thực sự là Lexus LM là một cái chiếc xe mà đáp ứng đầy đủ cái tiêu chí của anh. Đây là một mẫu xe hạng sang và có cái độ tin cậy rất là cao, bền bỉ và ít hỏng vặt. Đó chính là những đặc điểm rất là tốt của Lexus mà được người dùng trên khắp thế giới tin tưởng và lựa chọn. Và bây giờ thì cũng chuẩn bị tới giờ đẹp rồi, thì Hoàng xin phép được mời quý vị các bạn cùng với Hoàng đi giao chiếc xe này nhé. Xin mời. Em xin chúc mừng anh ạ. Cảm ơn anh đã lựa chọn đại lý Lexus Thăng Long ạ. Vâng. Chúc cho doanh nghiệp mình phát triển thành công ạ. Vâng. Có cơ hội em xin phép được lên chơi tại resort của anh. Vâng. Vâng. Đây có xe Volvo có được khoảng 30 con phóng lên. Vâng. Tổ chức kia này rất là vui. Vâng. Anh em thì trong nhóm này nhỏ. Em xem review trên YouTube mấy lần rồi. Có món lợn với cả vịt. Nó đi cả toàn đoàn cái luôn. Vâng. Em mời anh ạ. Anh uống thoải mái nhé, đây là nước hoa quả, nó không phải cồn. Không cồn đâu Và thay mặt đại lý Lexus Thăng Long, em Hoàng xin phép được cảm ơn anh Hoàng cũng như là khách sạn Sapa ZHill Resort and Spa đã tin tưởng lựa chọn em là người giao chiếc xe Lexus LM350 7 chỗ cho anh cũng như là khách sạn. Chúc cho anh và khách sạn của anh luôn luôn là phát triển mạnh mẽ và thành công. Nếu có dịp thì em xin phép được lên Sapa để sử dụng dịch vụ tại khách sạn của anh. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Xuân Hoàng.